Xin chào các bạn hiền, Hữu Duyên đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục một bài Camtasia Studio nâng cao. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề khi mà Camtasia Studio 9.0 của bạn nó không chịu làm việc và nó không có chịu khởi động lên. Khi mà các bạn nhấn đúp chuột như thế này nó không có lên, nó không có vào cái giao diện làm việc thì chúng ta phải làm thế nào? Các bạn sẽ rất là bối rối vì những video các bạn cần biên tập, đang cần gấp để biên tập mà cái phần mềm này nó không có hiện lên. Các bạn nhấn đúp chuột như thế nào, open cỡ nào nó cũng không lên hết. Thì các bạn làm như thế nào bây giờ? Bây giờ chúng ta sẽ... lý do là cái Camtasia Studio của bạn có một cái vấn đề gì đó nó chạy ngầm ở bên dưới rồi, và mà các bạn khởi động như vậy thì nó sẽ không lên. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ vào Task Manager. Để vào Task Manager thì các bạn để con trỏ chuột vào thanh Task Bar ở bên dưới và bấm chuột phải thì bạn sẽ thấy một cái dòng lệnh Task Manager. Thì các bạn sẽ thấy cái Camtasia Studio.exe. exe được hiểu là các file thực thi. Là cái file này nó sẽ cái file này khi bạn nhấp vào thì nó sẽ giúp cho Camtasia hoạt động. Tuy nhiên nó đang ở chế độ hoạt động ngầm. Và đó là lý do tại sao mà bạn không có bật được cái tính năng Camtasia, các chương trình Camtasia Studio chính này lên. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là Android cái Camtasia Studio này đi. Nhớ nha các bạn, cái file Camtasia Studio.exe và chắc chắn rằng đó là Camtasia chính. Bây giờ các bạn sẽ process. Bây giờ thì các bạn khởi động lại một lần nữa. Thì lúc này Camtasia Studio 9.0 đã hoạt động. Lỗi này thì không có sử dụng, không có xảy ra thường xuyên đâu. Các bạn thỉnh thoảng lắm mới gặp được cái lỗi này. Mình gọi là may mắn. Những ai may mắn, để cái từ may mắn để trong ngoặc kép, khi mà gặp cái lỗi này thì chúng ta sử dụng cái thao tác vừa rồi để có thể vào được cái giao diện làm việc của cái phần mềm này. Rồi, đó là vấn đề khi mà bạn nhấp chuột vào lần, nhấp chuột nhiều lần khi mà phần mềm này nó cứng đầu, nó không chịu bật lên cái giao diện làm việc này. Thì các bạn có thể sử dụng cái cách mà mình đã chỉ lúc nãy để lần khởi động thứ hai thì nó sẽ hoạt động. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.